Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Galilê đến sông Giô-đan gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Khi Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong, người lên khỏi nước. Lúc ấy các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người. Và có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người." Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, chuyện kể về một người cha giàu có, vừa nổi tiếng về mặt đạo đức, vừa nổi tiếng về sự hào phóng. Ông ta có một người con trai. Người con trai này đã nhập ngũ ra ngoài chiến trận. Nhưng bất hạnh thay, đứa con trai mà ông yêu quý lại chết nơi lâm trận. Trong một trận chiến, người con trai của ông đã ra sức để cứu đồng đội của mình và đã hy sinh. Người đồng đội còn sống đó vì biết ơn cho nên đã về nhà tìm họa sĩ để vẽ chân dung của người bạn của mình, và bức họa đã dâng tặng cho người cha. Người cha nhìn vào bức họa người con cay tầm súng can đảm, cũng nguôi đi nỗi nhớ. Và rồi khi về cuối đời, ông ta đã muốn bán tất cả gia tài, đặc biệt là biệt thự. Nhiều người vì nghe danh tiếng của ông đã muốn mua lại tất cả tài sản của ông, đặc biệt là ngôi biệt thự. Và trận đấu giá đã diễn ra. Trọng tài đấu giá đã nói với mọi người, cuộc đấu giá bắt đầu từ một bức tranh, trong đó chính là bức vẽ lại người con trai mà ông A Dầu yêu dấu. Mọi người gần như không muốn quan tâm đến bức tranh này và có ý kiến rằng thôi thì bỏ nó qua một bên, hãy đấu giá tài sản khác, đặc biệt là ngôi biệt thự. Nhưng trọng tài cuộc đấu giá đã nói rằng theo lời di chúc để lại thì bắt buộc phải bán đấu giá bức tranh trong đó có hình người con. Giá khởi đầu của bức họa đó chính là 100 đô la, quá ít. 100 đô la kêu lên, không ai thèm màng tới, chỉ duy nhất một người. 100 đô la lần thứ nhất, 100 đô la lần thứ hai và lần thứ ba, không ai tranh giành giá này. Và trọng tài đấu giá đã công bố bức tranh này đã thuộc về một người đã đồng ý giá 100 đô la. Đồng thời cũng nêu lên công bố toàn bộ gia tài của ông nhà giàu, đặc biệt là ngôi biệt thự, đã thuộc về người này. Khi công bố đến đó, cả cử tọa ngỡ ngàng. Vì sao chỉ chấp nhận một bức tranh mà lại được hưởng cả gia tài của ông nhà giàu? Thì trọng tài đã công bố rằng trong lời di chúc của người cha để lại có nói rằng ai chấp nhận bức họa là chấp nhận người con, ai chấp nhận người con là chấp nhận cả một gia tài. Kính thưa cộng đoàn, chuyện nghe có vẻ huyền thoại, nhưng phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cũng giới thiệu cho chúng ta một người con, một người con yêu dấu, mà ai đón nhận người con này cũng sẽ lãnh nhận một gia tài
không phải là ngôi biệt thự, không phải là tài sản, mà là gia nghiệp trên trời. Và đây là câu chuyện có thực đã diễn ra cách đây hơn 2.000 năm mà ngày hôm nay tiếp tục diễn ra trong đời sống của chúng ta. Tin mừng Matthew diễn tại Chúa Giêsu đã chịu phép rửa trên sông Giô-đan khai mào sứ vụ của Ngài trong việc loan báo tin mừng bởi Thánh Gioan Tẩy Giả. Và ý nghĩa Chúa Giêsu đã dìm mình trong nước mang lại cho chúng ta hai ý nghĩa thật sự. Thứ nhất, Chúa Giêsu dìm mình trong nước. Nước là biểu tượng cho nhân loại, là biểu tượng một sự thanh tẩy, nhưng không phải để rửa thanh tội Chúa Giêsu, bởi người là đấng vô tội và là Thiên Chúa ban quyền tha tội cho con người. Nhưng Chúa Giêsu dìm mình trong nước là để thánh hóa dòng sông Giô-đan. Đồng thời tin mừng diễn tả người lên khỏi nước, nghĩa là người không dìm chết trong đó, nhưng nâng con người lên để kết hiệp thần tính là nơi con Ngài Chúa Giêsu Kitô. Và như vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hạ mình xuống và Ngài đã thực thi thánh ý của Chúa Cha. Và một khi thực thi ánh ý Chúa Cha thì ơn cứu độ đã đến với con người trong cách thế của Chúa Cha, là người phải hạ mình xuống, dìm mình trong nước để rồi nâng con người lên. Điều này còn nhắc nhở chúng ta đến bí tích sửa tội. Khi chúng ta được dìm mình trong nước và khi chúng ta được đổ nước trên đầu thì rõ ràng chúng ta đã thuộc về chính Đức Kitô, nên mang danh hiệu là Kitô hữu, gọi người có Chúa Kitô, người thuộc về Đức Kitô. Đồng thời Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Giô-đan lại khai mào một mầu nhiệm tuyệt vời nhất, được gọi là mầu nhiệm cao cả và cốt trọng nhất trong đời sống đức tin Kitô, đó là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Quả thật tin mừng Matthew đã diễn tả khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước thì có thần khí thánh thần như chim bồ câu ngự xuống trên người, và có tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Rõ ràng Thiên Chúa ba ngôi đã ngự trong chúng ta. Khi chúng ta đã nhận bí tích sửa tội, chúng ta được nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và khi đó chúng ta được đón nhận cả tình yêu Chúa ba ngôi ở trong chúng ta. Hai ý nghĩa mà Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày hôm nay thật sự đã được tiên báo trước trong thời Cựu Ước. Ở bài đọc 1 từ sách ngôn sứ Isaiah đã cũng đã giới thiệu con yêu dấu của Chúa Cha. Người con đó được chân dung phát họa qua việc một người tôi trung. Một người tôi trung mà sách ngôn sứ diễn tả: ta hết lòng yêu mến và tuyển chọn, ta cho thần khí ngự trên người, người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Và chân dung người tôi trung này chính là người tôi trung giàu lòng thương xót. Khi mà sách diễn tả rằng cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Điều đó cho thấy rằng lòng thương xót của người tôi trung dành cho những ai đến với người, người không nỡ từ chối. Đồng thời, chân dung của người tôi trung này đính làm một cái giao ước tình yêu và mong muốn con người được giải thoát khỏi tội lỗi. Và cho bất cứ những ai chấp nhận người tôi trung này thì sẽ bước đi trong ánh sáng, như lời sách diễn tả: người mở mắt cho kẻ mù lòa và đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tối tăm. Như vậy rõ ràng đây là một câu chuyện có thật. Chấp nhận người tôi trung giàu lòng thương xót, khi đó chúng ta sẽ được giải thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi. Chấp nhận một người con yêu dấu hạ mình xuống trong dòng nước, chúng ta có được cả một tình yêu Chúa ba ngôi ở trong chúng ta. Chưa hết, bài đọc 2 còn niên tiến tả lên khi chúng ta chấp nhận một Giêsu Nazareth, một con người thật sự sống ở giữa chúng ta
ở trong chúng ta. Thì chúng ta thấy sách Tông Đồ diễn tả rằng đi đến đâu người giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Và như vậy, khi chúng ta đón nhận người con, một con người Giê-xu Nazareth với thân phận con người, thì chúng ta được lãnh nhận ân sủng, lãnh nhận phúc lành và được giải thoát khỏi ma quỷ. Chung quy cả ba bài đọc ngày hôm nay cho chúng ta một điều duy nhất: khi chúng ta chấp nhận và đón nhận người con yêu dấu mà Chúa Cha giới thiệu, là chúng ta được hưởng cả gia tài, một sự sống đời đời. Giống như một người trong trận đấu giá, trong câu chuyện mà tôi vừa kể, khi chấp nhận một bức họa có người con yêu dấu của ông già nhà giàu thì sẽ được hưởng cả gia tài. Nhưng mấy ai nhận ra điều đó? Vì sao vậy thưa anh chị em? Ngày hôm nay câu hỏi đó cũng đặt ra nơi tất cả chúng ta. Chúng ta tìm kiếm điều gì trong ý nghĩa cuộc đời của chúng ta? Chúng ta sống trên trần gian này, đâu là định hướng thật sự? Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội là chúng ta đã chấp nhận người con yêu dấu mà Chúa Cha giới thiệu. Và điều đó được không phải là diễn ra một lần trong cuộc đời chúng ta khi còn nhỏ, hay chúng ta lãnh nhận khi chúng ta lớn, mà điều đó diễn ra hàng ngày, hàng tuần khi chúng ta tham dự thánh lễ. Đó chính là Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể, mà chính Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống qua việc truyền phép, và người trở thành người con yêu dấu để mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Và ai đón nhận người con này thì sẽ được hưởng cả một gia tài là sự sống đời đời. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì sẽ có sự sống đời đời. Và như vậy, không phải là một câu chuyện huyền bí, không phải là một câu chuyện tưởng tượng hay tưởng nhớ, mà là thật sự mỗi ngày khi chúng ta tham dự thánh lễ. Tin mừng Matthew còn diễn tả: khi Chúa Giê-xu lên khỏi nước thì bầu trời đã mở ra. Bầu trời mở ra để nhắc nhớ rằng ngày xưa khi tổ tông phạm tội thì cửa thiên đàng đã đóng lại. Hoặc nói một cách khác, khi con người phạm tội, khi chúng ta phạm tội, là chúng ta đang đóng kín thiên đàng, đóng kín ân sủng Thiên Chúa muốn đến với chúng ta mà không được. Nhưng khi chúng ta sám hối, khi chúng ta được dìm mình trong nước với Đức Kitô, chúng ta ăn năn để canh tân đời sống của chúng ta, thì bầu trời sẽ mở ra, mở ra để đón nhận ơn giao hòa, mở ra để đón nhận ơn tha thứ. Bầu trời ngày hôm nay luôn mở ra, tình yêu Thiên Chúa luôn mở ra. Nhưng khi có người phạm tội, có người đóng kín cõi lòng, là con người đã không đón nhận ơn tha thứ và giao hòa đó. Cho nên hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã mở ra, tình yêu Chúa Giê-xu Ki-tô đã ngự đến và ở trong chúng ta, và tiếp tục ngự trong từng người chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy đón nhận người. Đón nhận người không phải trên lý thuyết, trên lời tuyên xưng, nhưng còn là một cái hành động để chúng ta tin và bước theo người. Và một khi tin và bước theo thì hãy sống như những gì người đã sống, nghĩa là biết vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nếu như chúng ta không sống đúng ý Thiên Chúa, cuộc đời chúng ta đôi khi sẽ phải sai lầm, và sự sai lầm này đôi khi dẫn đến trầm trọng và tác hại trên người khác. Như các bạn trẻ, như anh chị em cũng đã biết, ngày mùng 8 tháng Giêng vừa rồi, cách đây mấy ngày, thì tổng lệnh phó của bên nước Iran đã công bố rằng đã bắn nhầm chiếc máy bay của Ukraine, trong đó đã cướp đi 176 người. Chỉ vì căng thẳng chiến tranh, chỉ vì nhầm lẫn chiếc bay dân sự là chiếc bay quân sự, mà người ta đã bấm nút tên nguyên tử
để rồi 176 người đã phải tử vong. Và rồi một cuộc sôi sục nhảy lên trong nước nước Iran, bởi vì họ đã giấu 3 ngày hôm nay, họ cho rằng máy bay đó do lỗi kỹ thuật. Nhưng sáng hôm nay họ đã nhìn nhận đó là do sự lỗi lầm của con người. Một khi con người mang trong mình một sự hận thù, một sự ghen ghét, khi mang trong mình một cái nỗi niềm nào đó thì dễ dàng dẫn đến sai lầm. Và sự sai lầm này đôi khi tác hại đến cả tha nhân. Vậy thì kính thưa anh chị em, để tránh sự sai lầm này cũng như những sai lầm khác trong cuộc đời của chúng ta, không gì khác hơn chúng ta hãy chọn lấy Đức Kitô làm định hướng. Hãy chọn Chúa Giêsu Kitô để chúng ta sống theo thánh ý của Ngài. Bởi vì người không muốn chúng ta phải sai lầm và phải sa ngã một lần nữa trong cuộc đời của chúng ta. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Cha đã giới thiệu cho chúng ta, và ngày hôm nay Người tiếp tục ban cho chúng ta chính người con yêu dấu của Ngài. Xin chúng ta hãy biết trân trọng đón nhận để đón Ngài vào trong lòng chúng ta, và chúng ta đem Ngài vào chính trong cuộc đời của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, để chúng ta được an hòa, để chúng ta được giải thoát khỏi bóng đêm tội lỗi còn đang quay quẩn trong tâm hồn hay trong gia đình của chúng ta, để chúng ta ý thức rõ được cuộc đời này còn gì khác ngoài chọn lấy Đức Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, để cuộc đời của chúng ta không chỉ hưởng bình an, ân sủng, hòa bình thật sự khi còn sống, mà còn hưởng cả một gia tài trên trời, đó là sự sống đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người, các ngươi hãy nghe lời Người. Amen.